Chào anh em nhá. Thì vẫn là cái vấn đề là vi phạm bản quyền thôi. Mình xin nhắc mấy cái bạn mà lấy video của mình ấy. Đây. Câu cá sông phinh lịch này, rồi là nhật ký cần thủ này, đều lấy video của mình hết. Bây giờ các bạn này làm kênh thì các bạn phải ít nhất các bạn cũng phải 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 tự 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 thân vận động chứ sao lại cứ lấy video của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai mình rất bực mình ở đây, có nghĩa là này, các bạn xem này, đánh cả tên của họ vào. Đúng ra các bạn ấy ít nhất phải ghi nguồn nguồn video của tôi, và thứ nhất là thứ hai là phải xin phép. Bây giờ các bạn mà làm kênh mà các bạn đi lấy video của người khác thì những cái lời nói của các bạn không có giá trị. Đây này, tất cả đều lấy video của mình. Đây. Câu cá sông này. Tao về phía thẻo từ mạng tao chúng ta cần Đây. thấy và chúng ta cáo cái thẻo câu ra vậy. Đây, thanh niên này cũng lấy video của mình này. Đây. Hướng dẫn người ta mà trong khi đấy mình đi lấy video của người khác thì hướng dẫn cái gì? Này tôi Đó. Này anh em. Cái này mình không, đây video của mình đây nữa này. Thì mình không khó khăn gì trong cái chuyện video cả, nhưng mà ít nhất là phải, thứ nhất là mình cái gì đây? Hình như cái lại, hình như là cái video đây của mình nữa, hình như là thế. Thanh niên là lấy ơi, này xe này. đấy à, thanh niên này lấy khá nhiều video của mình. Mới cứ này. Bây giờ mình mới phát hiện ra thanh niên này lấy rất nhiều video của mình luôn các bạn ạ. Nhật ký cần thủ thì lại lấy video của bạn đấy. Thế nào, loanh quanh video của mình được sao chép thành hai lần. Bạn này lấy rất nhiều video của mình. Mình xin thông báo với cả cái bạn câu cá sông phinh lịch này thì gỡ video ra nhé. Hoặc là ít nhất phải có cái lời nói gì đấy với mình. Không có thì mình sẽ kiện bạn đấy. Thì kênh của bạn sẽ không hoạt động được nữa đâu. Rất chi là buồn cười. Lấy video của người khác mà không thèm xin phép chứ. Bây giờ bạn kênh đoàng hoàng như thế này. Kênh của bạn này thì mới hoạt động, mới hoạt động được khoảng 4 tháng. Mình đến bây thời điểm hiện tại mình hoạt động đến 6 năm rồi cơ. Này tôi sẽ giới thiệu Đây, ví dụ như kiểu các bạn thì phải tự thân vận động, các bạn phải tự làm những cái video của các bạn. Các bạn không được lấy như này nhá. Và ít nhất thì trước khi lấy thì phải hỏi xin phép tôi, ý kiến của tôi. Tôi cho phép thì các bạn mới được đăng. Các bạn không thể ăn cắp ý tưởng của người khác như này được. Thì hôm nay thì mình sẽ gửi thông báo đến cho các bạn, yêu cầu gỡ video trong vòng 7 ngày nhé. Nếu mà sau 7 ngày mà các bạn mà không gỡ video ấy, thì mình sẽ có hành động, thì lúc bấy giờ các bạn đừng trách mình nhé. Mình rất bực mình vì không xin phép. Đương nhiên là tự dưng cái bản quyền của mình nó bị mất. Và mình xin nói luôn là bất cứ một cái các bạn mà có ý định khiếu nại ấy, thì chắc chắn là 100% là các bạn kênh sẽ sập đấy. Bởi vì mình có tất cả các cái đủ các cái bằng chứng của video của mình nhá. Nên là các bạn tốt nhất là có hướng nói chuyện với mình thứ nhất, hoặc là thứ hai thì các bạn tự gỡ bỏ video. Đây, làm anh em hiểu nhầm rất chi nhiều. Vừa rồi thì mình có làm với cả nhiều kênh đấy, thì các bạn lưu ý một chút. Làm sao là cho nó xứng đáng. Đây của mình đây này, bản quyền là Thính Công Lục này anh em này. Mình xuất bản từ 26 tháng 1 năm 2010, tháng 11 năm 2016 cơ mà. Đây cái video này đến 17 tháng 2 năm 12 năm 2018, nghĩa là mình xuất bản cái video này đến 2 năm thì ở đây mới có. Tất nhiên là khi mà khiếu kiện thì mình chỉ cần chụp ảnh cái màn hình này thôi, thời gian xuất bản thôi thì các bạn này sẽ bị rụng ngay. Mình không khiếu nại về âm thanh, có thể là mình không khiếu nại về âm thanh, mình khiếu nại về hình ảnh. Các bạn cũng chết. Các bạn xem xét lại đi nhá, mình không nói nhiều nữa. Đây, bản quyền gốc của mình ở đây cơ mà. Đúng không? Đây mình có sell studio đây, thì tất cả những cái video thông báo vi phạm bản quyền thì nó sẽ báo lên đây luôn. Các bạn mới làm kênh thì các bạn không lên red up video nhé. Nếu mà các bạn mà muốn kênh của mình bền lâu thì tốt nhất là không lên red up video. Ok, thì mấy bạn mình vừa nhắc đấy thì hãy trực tiếp liên hệ với mình nhé, hoặc là tự gỡ bỏ video nhé.